rồi cho Thánh Độ mới cài. Xin chào các bạn, hôm nay mình theo anh Bình quay anh chế khu đất các bạn. Con này có 1 công nè, anh chạy được 1 vòng 2 vòng rồi đó.
cho bánh trộn bánh cày cũng như các thứ mùa đông các bạn. Hẹn lại sau nha, bye bye. Vậy là con bệnh cũng đã xong nha, cho thánh độ mấy cài xin kết thúc video nha, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha, hẹn lại video sau đó, xong công tác này đó.